tổng quan về tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng, xem tử vi nữ mạng 1999 năm 2022 dự báo năm nay là một năm không được tốt đối với tuổi Kỷ Mão nữ mạng. Do gặp phải sao La Hầu chủ về những điều xui xẻo, nhiều chuyện muộn phiền không may đưa tới trong năm, ngày sinh, từ ngày 16 tháng 2 năm 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000, Kỷ Mão năm nay 24 tuổi, mệnh, thổ, cung, cấn, cầm tinh, sơn lâm chi thố, thỏ ở rừng, sao hạn, La Hầu, Diêm Vương, quý cô tuổi Kỷ Mão được mọi người nhận xét là người ôn hòa, nhu mì, mềm mỏng, nhẹ nhàng thanh lịch trong hành động cử chỉ và lời nói, do đó dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Vẻ bề ngoài của quý cô là người yếu điệu, nhu mì nhưng bên trong là một con người có ý chí kiên cường, có một vài quan điểm cứng nhắc, khó có ai có thể làm thay đổi được. Bản thân quý cô là người thiếu kiên nhẫn trong mọi việc nên khó tạo được sự nghiệp. Vận mệnh tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng, về chuyện tình cảm thì quý cô dễ có sự thay đổi, cả thèm chóng chán nên dễ bị lôi cuốn bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài, cũng bởi vì lý do đó mà chuyện tình duyên khó trọn. Tuổi Kỷ Mão sinh vào mùa hạ thì gặp nhiều may mắn, cuộc đời sung sướng, an nhàn, không phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Còn đối với quý cô sinh thu đông thì cuộc sống lao đao, gặp nhiều nỗi đau thương mất mát. Phải ngoài 40 tuổi thì cuộc sống mới có phần ổn định, sự nghiệp tốt đẹp, được nhờ con cái, hậu vận an nhàn, không phải lo lắng nhiều. Đối với tuổi Kỷ Mão năm Nhâm Dần là năm không được tốt như mọi năm, công việc làm ăn dễ có sự thay đổi và gặp nhiều khó khăn bất lợi. Tiền bạc thì hao tán nhiều vào trong làm ăn cũng như vào sức khỏe của bản thân. Về gia đạo thì trong năm nay có tin vui về thêm người trong gia đình. Xem tử vi nữ mạng 1999 năm 2022 trên các phương diện cuộc sống. Tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng về tài lộc. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng dự báo đối với nữ mạng tuổi Kỷ Mão về phương diện tài chính của quý cô trong năm nay không được tốt. Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều cho cuộc sống và gia đình. Lời khuyên cho quý cô trong năm tới nên chi tiêu một cách đúng mực, hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí mà gây thiếu thốn về mặt tiền bạc. Tử vi nữ mạng 1999 năm 2022 về mặt sức khỏe. Theo chuyên gia phong thủy Duy Linh, năm nay sức khỏe của quý cô có phần suy giảm so với các năm trước. Hệ miễn dịch kém, dễ bị đau ốm bệnh tật. Đặc biệt chú ý tới các bệnh máu huyết lưu thông. Do đó, tử vi tuổi Kỷ Mão nữ mạng năm 2022 có lời khuyên dành cho quý cô nên có chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý để có một cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra chú ý sử dụng dao kéo cẩn thận đề phòng thương tích. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng về công việc làm ăn của quý cô trong năm nay có phần đi xuống. Làm ăn gặp nhiều bất lợi, khó khăn, tiền bạc làm ra không được nhiều, chỉ đủ chi tiêu trang trải cho cuộc sống thường ngày. Ngoài ra tử vi nữ 1999 năm 2022 cho biết trong năm tới, công việc thì cũng không được ổn định. Dễ có sự thay đổi về công việc, có thể là chuyển chỗ làm, nhảy việc. Tử vi Kỷ Mão 2022 nữ mạng về tình duyên gia đạo. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho thấy năm 2022 đối với quý cô đã kết hôn thì năm nay là năm nay sẽ có tin vui về có thêm con cái. Tuy nhiên chú ý sinh có thể phải mổ sẽ để lại sẹo gây mất thẩm mỹ, do đó nên chăm sóc cẩn thận sau sinh, để tránh để lại sẹo. Đối với quý cô chưa kết hôn thì chuyện tình cảm trong năm nay không được tốt cho lắm, hay xảy ra xích mích cãi vã và dễ xảy ra sự chia ly. Tử vi Kỷ Mão nữ mạng năm 2022 về mặt xuất hành, về phương diện ngoại giao của quý cô trong năm tới cũng không được tốt. Ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều bất lợi, khó khăn. Xem vận hạn tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng cho biết để đón một năm mới thêm phần thuận lợi, suôn sẻ, mùng một Tết nên xuất hành hướng Đông Nam để nghênh tiếp thần tài và hướng Tây Bắc để đón hỷ thần nhằm lúc 3 giờ tới 7 giờ sáng tính theo nơi cư ngụ. Xem tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng theo sao hạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng theo thiên can địa chi. Theo thiên can kỷ, thổ, gặp năm Nhâm, thủy, là bình hòa, một năm mà công việc làm ăn không có nhiều biến động. Mọi việc diễn ra bình thường, tiền bạc làm ra chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống thường ngày, không dư giả được mấy. Theo địa chi,
xem tử vi nữ 1999 năm 2022 cho thấy địa chi tuổi Mão gặp năm Dần là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn không có nhiều sự thay đổi, tiền bạc làm ra đủ ăn đủ tiêu, không để ra được nhiều. Tứ trụ, thiên thuận, địa hung. Xem tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho thấy công việc làm ăn ở mức trung bình, không có nhiều sự thay đổi và không hợp với những mưu tính lớn. Tình cảm gia đình không được thuận lợi. Gặp nhiều chuyện không vui đưa tới có người đau ốm trong gia đình, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Mão nữ mạng theo ngũ hành, bản mệnh, mạng thổ gặp năm kim là sinh xuất xấu, chủ về một năm gặp nhiều bất lợi. Sức khỏe trong năm tới không được tốt, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, theo ngũ hành cung phi. Xem tử vi Kỷ Mão 1999 nữ mạng năm 2022 cung phi tuổi Cấn, thổ, gặp năm 2022 Khôn, thổ, là tương trợ, tốt, công việc làm ăn trong năm nay khá ổn định, có quý nhân tương trợ giúp đỡ trong công việc kinh doanh nên mọi việc khá thuận lợi. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng theo sao hạn: La Hầu, Kim Tinh, Hung Tinh. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng giêng tài ách giữa đàn phải mang, tháng bảy bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Ý nghĩa, xem tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng cho biết đây là sao xấu, chủ về lành ít dữ nhiều. Sức khỏe yếu kém, dễ bị ốm đau, tai nạn, các bệnh về mắt máu huyết. Có nhiều chuyện muộn phiền không may đưa tới, liên quan đến luật pháp, công quyền, thị phi. Đặc biệt gặp sao La Hầu năm 2022 cần lưu ý tới hai tháng 7 và tháng 1 âm lịch, đây là hai tháng xấu nhất trong năm nên làm việc gì cũng cần cẩn thận. Vận hạn tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng, hạn theo năm 2022, Diêm Vương, đại hạn. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thư kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động đầy văn thư, đề phòng. Xem tử vi tuổi Kỷ Mão nữ mạng năm 2022 gặp hạn này thì chủ về nhiều điều xấu. Vợ chồng thiếu đi hòa khí, dễ xảy ra mâu thuẫn bất hòa, phụ nữ sinh đẻ thì gặp bất lợi. Tuy nhiên nếu có nhu cầu đầu tư làm ăn hoặc kinh doanh buôn bán thì gặp hạn Diêm Vương năm 2022 chủ về sinh nhiều tài lộc. Hạn theo tuổi tử vi tuổi Mão năm 2022 nữ mạng 1999. Hoang ốc, lục hoang ốc, đề phòng, không nên làm nhà vào năm nay, chủ về gặp nhiều bất lợi. Nếu làm nhà trong năm nay thì nhà bị khảm, khó ở, dễ sinh ra mộng mị, bị tà ma quấy rối, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, do có kẻ tiểu nhân phá hoại. Vận niên tử vi nữ mạng 1999 năm 2022, vận niên 2022, mã ngộ đao, ngựa trúng thương. Ý nghĩa, công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi do có kẻ tiểu nhân đứng sau phá hoại gây cản trở tới công việc làm ăn kinh doanh, gặp khó khăn trong việc tranh chấp. Lá số tử vi tuổi Mão năm 2022 nữ mạng 1999, cung mệnh, cung tiểu vận thiên khôi. Thiếu dương, đào hoa, thiên không, dưỡng, triệt, bộ sao này chủ về trong năm tới có quý nhân giúp đỡ trong công việc và gia đình có nhiều chuyện vui, có thêm người trong gia đình. Tuy nhiên, tử vi tuổi Mão 1999 nữ mạng năm 2022 có lời khuyên dành cho quý cô là không nên mở mang thêm công việc trong năm tới, chủ về gặp khó khăn, bất lợi. Cung xung chiếu, thiên trụ, thanh long, long đức, phá toái, suy, ra ngoài thì được lộc ăn uống, tuy nhiên công việc làm ăn không được tốt, có phần đi xuống so với các năm trước. Cung nhị hợp, hoa cái, thiên quan, bạch hổ, địa võng, đế vượng. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho hay, mọi việc trong năm tới tương đối ổn định do được sự giúp đỡ từ anh em bạn bè người thân trong gia đình. Cung tam hợp, quốc ấn, nguyệt đức, thiên hỷ, tử phủ, tử, lộc tồn, bác sĩ, phúc đức, kiếp sát, lưu hà, lâm quan. Công việc làm ăn không được như ý muốn, tiền bạc hao tán nhiều, gặp nhiều bất lợi về công danh sự nghiệp. Kết luận, xem tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng thấy rằng đây là một năm không mấy thuận lợi đối với tuổi Kỷ Mão nữ mạng. Công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn bất lợi, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều nhưng không kiếm ra được bao nhiêu. Về chuyện tình cảm thì cũng lận đận, dễ xảy ra cãi vã và có chuyện buồn phiền đưa tới. Xem tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng theo tháng.
tử vi tuổi Kỷ Mão 2022 nữ mạng, mùa xuân, tháng 1, âm lịch đầu xuân năm mới quý cô có thời gian quay quần vui xuân cùng gia đình. Tuy nhiên cần chú ý đi lại xe cộ cẩn thận đề phòng tai nạn không may có thể xảy đến. Tháng 2, âm lịch tử vi nữ mạng 1999 năm 2022 dự đoán tháng này công việc làm ăn của quý cô không có nhiều biến động, diễn ra bình thường. Tuy nhiên, quý cô cũng cần chú ý cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đề phòng thị phi đưa tới. Tháng 3, âm lịch tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho biết quý cô trong tháng này sẽ có nhiều tin vui đưa tới. Gia đạo vui vẻ, có tin vui trong gia đình như có thêm người, hỷ tính, cưới xin. Ngoài ra trong tháng 3 này, quý cô sẽ có người mai mối tình duyên. Tử vi tuổi Kỷ Mão nữ mạng năm 2022, mùa hạ. Tháng 12, âm lịch tử vi Kỷ Mão 1999 nữ mạng năm 2022 dự đoán trong tháng cuối năm này, quý cô tuổi Kỷ Mão nữ mạng cần chú ý tới sức khỏe của mình, đặc biệt là bệnh thiếu máu, suy nghĩ nhiều do mất ngủ. Kết luận, như vậy có thể thấy tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho biết đây là một năm tốt xấu đang xen đối với quý cô tuổi Kỷ Mão nữ mạng. Cùng điểm lại một số mốc thời gian đáng lưu ý trong năm. Các tháng tốt nhất đối với tuổi Kỷ Mão nữ mạng là tháng 3 và tháng 11 âm lịch, các tháng xấu và không được tốt là tháng 1 và tháng 9 âm lịch. Xem bói tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng theo tháng sinh, tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng sinh mùa xuân, tháng 1, tình cảm có nhiều tin vui trong năm tới. Tuy nhiên về công việc và tiền bạc thì lại gặp nhiều khó khăn bất lợi, sức khỏe yếu kém, dễ bị ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì gặp nhiều chuyện không vui đưa tới. Tháng 2, xem bói tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng chủ về chuyện tình cảm có chiều hướng tốt, gặp nhiều chuyện vui. Tuy nhiên công việc làm ăn lại có phần đi xuống, tiền bạc làm ra không được nhiều. Ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra chú ý sử dụng dao kéo cẩn thận, đề phòng thương tích. Tháng 3, tử vi Kỷ Mão 1999 nữ mạng năm 2022 cho hay công việc làm ăn cũng như chuyện tiền bạc gặp nhiều khó khăn, ra ngoài làm ăn thì gặp nhiều chuyện không vui đưa tới. Sức khỏe yếu kém, chú ý khi sử dụng dao kéo. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có phần khởi sắc, gặp nhiều chuyện vui. Vận hạn tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng sinh mùa hạ, tháng 4, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều cho đầu tư kinh doanh làm ăn và cho cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên trong năm này chú ý có người già đau ốm trong năm tới. Sức khỏe không được tốt. Tháng 5, bói tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng cho biết quý cô sinh tháng này trong năm tới có sự tiêu pha nhiều về tiền bạc vào công việc làm ăn và mua sắm vật dụng cho gia đình. Ngoài ra trong năm tới gia đạo có chuyện không vui đưa tới chủ về người già ốm đau bệnh tật. Tháng 6, tiền bạc có sự hao tán nhiều cho chi tiêu trong gia đình và đầu tư làm ăn. Gia đạo không mấy vui vẻ, có người già đau ốm trong gia đình. Xem bói tử vi 2022 tuổi Kỷ Mão nữ mạng sinh mùa thu, tháng 7, một năm không mấy thuận lợi đối với quý cô sinh tháng 7. Từ công việc đến chuyện tình cảm, sức khỏe đều không được như mong muốn, gặp nhiều khó khăn bất lợi. Tháng 8, xem vận mệnh tuổi Kỷ Mão năm 2022 nữ mạng về sức khỏe của quý cô trong năm tới có phần suy giảm, dễ bị đau ốm bệnh tật. Tiền bạc trong năm tới cũng không được tốt, có sự tiêu pha nhiều. Công việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, khó thu hồi vốn. Tháng 9, quý cô sinh tháng này có sự tiêu pha nhiều về tiền bạc trong năm tới. Công việc việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, tiền bạc làm ra không được nhiều. Ngoài ra chú ý sức khỏe cẩn thận, đề phòng đau ốm. Tử vi tuổi Mão 1999 năm 2022 nữ mạng sinh mùa đông. Tháng 10, công việc không được ổn định, có nhiều sự thay đổi trong năm 2022. Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều về công việc làm ăn. Ngoài ra chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn. Tháng 11, xem tử vi tuổi Kỷ Mão nữ mạng năm 2022 quý cô sinh tháng này công việc làm ăn của quý cô trong năm tới có nhiều sự thay đổi. Tiền bạc gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra chú ý khi đi lại xe cộ, dễ xảy ra tai nạn. Tháng 12, một năm không được thuận lợi đối với quý cô sinh vào cuối mùa đông. Sức khỏe không được tốt, chú ý đi lại xe cộ. Công việc không được ổn định, dễ có sự thay đổi. Tiền bạc có sự hao tán nhiều cho đầu tư kinh doanh.